A box in the hall, a lone cardboard box, stood in front of her in the blue carpeted hall. It was filled with wrapped Christmas presents and baby shower gifts. Reluctantly, I dragged it in and recoiled at the sight of a handwritten note. Her hand started shaking as fat tears rolled down my face. Her fiance held her close. All it did was tell her that we are not talking to you anymore and you did us wrong. Her eyebrows twitched angrily. How was she the bad guy when you were? How could you tell me that when you threw my ultrasound aside and told me I was an idiot? You felt no regret as you denounced your unborn grandchild. Alas, you told me I will not ever help you. Funny you were in the same situation when you were my age, except this time it was not an accident. How dare you yell at my fiance and tell him he told you nothing? The questions were never asked. The sad fact is that he was the first one to accept me for me. You never did, people stop talking to one because you made them cry all night alone. You told a foster child that you were her mother now and told her to stop crying. In fact, that she could not cry anymore for her birth mother. Her pain was real when she was told she was not going to see her anymore. Her final memory of her birth mother was waving to her from the back of the car. What about the dinners that were a comedy roast about how she failed at everything? You called her stupid, too sensitive, and annoying. One time she was told that she was not even wanted, so she felt like she was a pile of dirt. Each time she was told she should be more like her sisters. Did you ever say thank you to her for keeping the house together and watching her handicapped brother? Day and night she gave you her heart, and you stomped on it. She would work until it was time to make dinner. Which you would always hate. Did you ever say good job for always being on the honor roll? She worked hard just to hear you say good job and you did not. No, instead you congratulate her sister for not failing. She was in a glass box banging on the walls, begging to be heard, when it came to time to drive. You told her finish driver's education first. She watched everyone else get their driving slip. You told her she would crash the car just like the snowmobile. Then her sister had to watch as you learned, making her nervous. When her sister drove, she only got compliments. She was ready, but you sold her car and did not have time, did you thank her for being your emotional punching bag? Your anger when you got home was always directed at her. How dare you yell at her for not doing something you did not tell her to do? So many times, everyone just yelled at her just because she was there. Her esteem crumbled to that of non existent eventually forcing to want to kill herself all because she was told was stupid and too much of a failure to accomplish her dreams every dream you told her she was not good enough for it darkness filled her thoughts till she was pushed to the edge of suicide there was days where she just did not want to live she looked as you wanted to but the emotional bruises were inside her dark mind each morning hot tears would flow down her face in the front of the bus the bottle finally burst open one day at school, and she collapsed to her knees. Life had finally pushed her to her limits. You destroyed her that morning to the point where she died inside. She just cried on the floor for ten minutes while everyone else ran away, holidays are burned to ashes for what you did. Every birthday, you made her share with her handicapped brother. You simply tucked her in the corner while everyone watched him open presents. No one looked at her. And if she asked for attention, she was a dick. Yelling at her in front of everyone only made her feel worse and out of place. On the day after her 19th birthday, you kicked her out. The welcome mat was ripped out from beneath her feet. Every Christmas, her pile was a molehill, while everyone else had a mountain. You always told her we ran out of money for your gifts. She just smiled and said, Thank you, anyways. Her family holiday party was the highlight of her year, and you only stayed for 20 minutes. Yet that her small bit of joy every year. What did you do when she called? You only said, I am too busy or your sister is calling. Finally, she went radio silent, and you got mad. Your control was lost, blowing in the wind. You cut her out of your insurance, leaving her to find $500 so she could be healthy. She needed those pills for her sickness. Which you ignored. You always ignored her, like always, she left you, but you left a hollow shell. Happiness does not happen so easily to her. Apologies fly from her mouth as frequently as someone says hello. Fear fills her every day as she does not want to lose the ones she loves. She will never be comfortable in her skin, and anxiety rules her life. She feels like an alien in this world. She never learned. Một chiếc hộp trong hội trường, một hộp các tông đơn độc đứng trước mặt cô trong đại sảnh trải thảm màu xanh lam. Nó chứa đầy những món quà giáng sinh được gói và những món quà tắm dành cho trẻ nhỏ. Tôi miễn cưỡng kéo nó vào và giật lại khi nhìn thấy một tờ giấy viết tay. Tay cô ấy bắt đầu run lên khi những giọt nước mắt béo ngậy lăn dài trên mặt tôi. Vị hôn phu của cô đã ôm chặt cô vào lòng. Tất cả những gì nó đã làm là nói với cô ấy rằng chúng tôi không nói chuyện với bạn nữa và bạn đã làm sai chúng tôi. Lông mày cô ấy nhíu lại một cách giận dữ. Làm thế nào mà cô ấy là kẻ xấu khi bạn là, làm thế nào bạn có thể nói với tôi điều đó khi bạn ném siêu âm của tôi sang một bên và nói với tôi rằng tôi là một tên ngốc. Bạn không cảm thấy hối hận khi tố cáo đứa cháu chưa chào đời của mình. Thang ôi bạn đã nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ giúp bạn thật buồn cười khi bạn ở trong hoàn cảnh tương tự khi bạn bằng tuổi tôi, ngoại trừ lần này nó không phải là một tai nạn. Sao anh dám mắng vợ sắp cưới của tôi và nói với anh ấy rằng anh ấy không nói gì với anh? Những câu hỏi không bao giờ được hỏi. Sự thật đáng buồn là anh ấy là người đầu tiên chấp nhận lấy tôi vì tôi. Bạn chưa bao giờ làm vậy, mọi người ngừng nói chuyện với một người vì bạn đã khiến họ khóc suốt đêm một mình bạn nói với một đứa con nuôi rằng bây giờ bạn là mẹ của nó và bảo nó đừng khóc nữa thực sự là cô không thể khóc được nữa vì mẹ ruột của mình nỗi đau của cô là có thật khi cô được thông báo là sẽ không gặp mẹ nữa ký ức cuối cùng của cô về người mẹ ruột đang vẫy gọi cô từ phía sau xe còn về những bữa tối là một vở hài kịch nói về việc cô ấy đã thất bại trong mọi việc như thế nào bạn đã gọi cô ấy là ngu ngốc quá nhạy cảm và phiền phức một lần cô ấy được nói rằng cô ấy thậm chí không muốn, vì vậy cô ấy cảm thấy mình như một đống đất bẩn. Mỗi lần như vậy, cô ấy lại được nói rằng cô ấy nên giống như những người chị của mình hơn. Bạn đã bao giờ nói lời cảm ơn với cô ấy vì đã cùng nhau giữ mái ấm và quan sát người anh trai tật nguyền của cô ấy? Ngày và đêm cô ấy đã trao cho bạn trái tim của cô ấy, và bạn đã dẫm lên nó. Cô ấy sẽ làm việc cho đến khi đến giờ chuẩn bị bữa tối điều mà bạn luôn ghét bạn đã bao giờ nói công việc tốt vì luôn có tên trong danh sách cô ấy đã làm việc chăm chỉ ở đây bạn nói công việc tốt còn bạn thì không không thay vào đó bạn chúc mừng em gái của cô ấy vì đã không thất bại cô ấy ở trong hộp thủy tinh đập vào tường cầu xin được nghe thấy khi đến giờ lái xe bạn đã nói với cô ấy học xong lái xe trước cô ấy nhìn những người khác đến đó lái xe trượt bạn đã nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ đâm xe giống như xe trượt tuyết sau đó em gái cô ấy phải theo dõi bạn học khiến cô ấy rất lo lắng khi em gái cô ấy lái xe cô ấy chỉ nhận được những lời khen ngợi cô ấy đã sẵn sàng nhưng bạn đã bán xe của cô ấy và không có thời gian bạn có cảm ơn cô ấy vì đã trở thành túi đấm tình cảm của bạn sự tức giận của bạn khi về đến nhà luôn hướng về cô ấy Sao bạn dám mắng cô ấy vì đã không làm điều mà bạn không bảo cô ấy làm? Vì vậy, nhiều khi mọi người chỉ mắng cô ấy chỉ vì cô ấy ở đó. Lòng quý trọng của cô đã vỡ vụn đến mức không còn tồn tại, cuối cùng cô buộc phải tự sát. Tất cả chỉ vì cô ấy bị cho là ngu ngốc và quá thất bại trong việc thực hiện ước mơ của mình. Mỗi giấc mơ, bạn nói với cô ấy rằng cô ấy không đủ tốt cho nó bóng tối bao trùm suy nghĩ của cô cho đến khi cô bị đẩy đến bờ vực tự sát có những ngày cô không muốn sống cô ấy trông như bạn muốn nhưng vết thâm tình cảm nằm trong tâm trí đen tối của cô ấy mỗi sáng sớm những giọt nước mắt nóng hổi sẽ chảy dài trên khuôn mặt cô trước xe buýt cuối cùng một ngày nọ ở trường cái chai cũng vỡ ra và cô ấy khuỵu xuống cuộc sống cuối cùng đã đẩy cô đến giới hạn của mình bạn đã phá hủy cô ấy vào sáng hôm đó đến mức cô ấy chết bên trong. Cô ấy chỉ khóc trên sàn nhà trong 10 phút trong khi những người khác bỏ chạy, những ngày lễ bị thiêu thành cho vì những gì bạn đã làm. Mỗi dịp sinh nhật, bạn đều bắt cô ấy chia sẻ với người em tật nguyền. Bạn chỉ cần nhét cô ấy vào góc trong khi mọi người nhìn anh ấy mở quà. Không ai nhìn cô ấy, và nếu cô ấy yêu cầu sự chú ý, cô ấy là một con ranh chửi cô ấy trước mặt mọi người chỉ khiến cô ấy cảm thấy tồi tệ và lạc lõng hơn. Vào ngày sau sinh nhật lần thứ 19 của cô ấy, bạn đã đuổi cô ấy ra ngoài. Tấm thảm chào mừng bị xé toạc dưới chân cô. Vào mỗi dịp giáng sinh, đống phân của cô ấy là một ngọn núi, trong khi những người khác có một ngọn núi. Bạn luôn nói với cô ấy rằng chúng tôi đã hết tiền cho những món quà của bạn. Cô ấy chỉ mỉm cười và nói lời cảm ơn dù sao. Bữa tiệc kỳ nghỉ gia đình là điểm nhấn trong năm của cô ấy và bạn chỉ ở lại trong 20 phút. Vậy mà niềm vui nho nhỏ của cô năm nào, bạn đã làm gì khi cô ấy gọi? Bạn chỉ nói tôi bận quá hoặc em gái bạn đang gọi. Cuối cùng thì cô ấy cũng im lặng trên đài phát thanh và bạn tức điên lên. Quyền kiểm soát của bạn đã bị mất trong gió. Bạn cắt cô ấy ra khỏi bảo hiểm của bạn để lại cô ấy tìm 500 đô la để cô ấy có thể khỏe mạnh cô ấy cần những viên thuốc đó để chữa bệnh mà bạn đã bỏ qua anh vẫn luôn phớt lờ cô ấy như mọi khi cô ấy rời bỏ bạn nhưng bạn để lại một cái vỏ rỗng hạnh phúc không đến với cô dễ dàng như vậy lời xin lỗi bay ra từ miệng cô ấy thường xuyên khi ai đó nói lời chào nỗi sợ hãi bao trùm lên cô hàng ngày vì cô không muốn mất đi những người mình yêu thương cô ấy sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái trong làn da của mình và sự lo lắng luôn ngự trị cuộc sống của cô ấy cô ấy cảm thấy như một người ngoài hành tinh trong thế giới này cô ấy chưa bao giờ học